xin Pháp Bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ye na wan de hang sang khan cha lui thop ta mang sang khe yo kali to do so sang tho kama tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phạm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, con xin kính nhân đức đến cho Ngài, xin Ngài chúc phúc đến đạo tràng chúng con cho tròn phúc báo ngày hôm nay. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba buddhaya nuvavena tadaso thi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma nuvavena tadaso thi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sanghaya nuvavena tadaso thi và quan tụ tên tất cả hạnh phúc hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ quán đức của chư Phật, do nhờ quán đức của giáo pháp, do nhờ quán đức của chư tăng, các sự thành lời thường thường đến người. Sơ quá thắt là thô sự tổ với rô nó hô vô thắt xa xa nè rô vô sự tổ hồi xa sắp bê nha tiếp vị. Sa tha la tha chúng ta varuna buôn tha sa sa ne ru ga chúng ta hồi sa tha bê nha ti pi te tha la tha chúng ta varuna buôn tha sa sa ne ru ga chúng ta hồi tha sa tha bê thì nhà ti khuyên cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú lành thay. A ca sa tha cha phum ma tha đê wa ma ga ma hê thi ca Bunyang no anumodam du chi rang rắc hàm du sa sa na a ka sa tha cha phum ma tha de wa na ga ma hi thi ka Bunyang no anumodam du chi rang rắc hàm du no ga ru a ka sa tha cha phum ma tha de wa na ga ma hi thi ka Bunyang no anumodam tu chi rang rak ham tu nya ta yo akasattha cha pummatha devanaga mahittika. Bunyang no anumodam tu chi rang rak ham tu panino akasattha cha pummatha devanaga mahittika. Bunyang no anumodam tu chi rang rak ham tu no Sa đa chư thiên ngự trên hư không, địa cầu ngư rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sinh. Yang kinh chi ku sa la kam mang kat tap bang ki ri yang ma ma ka ye na wa cha ma na sa ti da se su ga tang ka tang ye sat ta san ni no at ti ye cha sat ta a san ni no ka tang pun nya pha lang mai hang sat đề pha ghi pha quan tu tề về tăng ca tăng suy đi tăng định năng phu nhã pha lăng ma già về cha tất tha na cha nan ti đề hòa gan toa ni về đa dùm sắp đề lô cầm ni về sắp ta chi quan ta ha ra hệ tu ca ma nun nhân phổ cha năng sắp đề la phạn tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên, điều là phước báo vững bền có thể giúp chúng vụ lên thiên đàng. Cung trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà, chư thiên phạm thiên cùng là, bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân bang,
chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh hưởng được phúc quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. Xin thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đăng vô nhà tí năng hồ tú su khí ta ôm tú nhà ta vô. Nguyện thân nhân quá vãn thường hưởng công đức này, được thọ sanh lạc cảnh. Y đăng quá ta nô quần nhàn à sa quá khai già quá hằng hồ tú. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch lòng đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm hủ ngầm nơi tâm. Ý năng mê buồn nhằn nhất bà nát sát bách cho dù hồ tú. Mong tất cả chúng ta sẽ đắc được đạo quả giải thoát. Nam mô Bức Tha Giá. Do phước báo mà chúng con đã tích lũy từ trước đến nay, nguyện cho chúng con được đến nơi không rơi vào bốn đường ác đạo. Con nguyện quy tâm bảo trọn đời nay và mãi mãi cho đến khi được giải thoát. Với phước báo nào mà chúng con đã trong sạch tạo ra trong thời kinh lễ bái Tam Bảo, sám hối và thọ trì tam quy và bát quan trai giới của ngày hôm nay, chúng con xin kính dâng đến chư thiên, tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong kiến ngày hoan hỷ độ cho giáo pháp của Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con kính dâng phần phước này đến cố đại đức Tịnh Đức chủ trì chùa Giác Quan Texas, mong cho sư tái sinh về cõi an vui vui, tập được chánh pháp, tiếp tục tu tập để đạt được đạo quả giải thoát. Chúng con cũng kính dâng phần phước này đến quý sư và quý cô tu nữ, và xin chi phước này đến quý Phật tử trong rung Phật giáo Nam truyền. Mong rằng phước này trợ duyên cho quý sư, quý cô tu nữ cùng với các quý Phật tử được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama, với những phước báo nào có được trong việc tụng kinh Tam Bảo, thọ trì quy giới và nhất là những thời gian học pháp và hành pháp. Con xin kính chia sẻ đến tất cả người dân Việt Nam, nhất là những người chịu hậu quả của Covid, xin cho họ mau chóng vượt qua những nguy hiểm để trở về cuộc sống bình thường. Xin cho Việt Nam và thế giới mau thoát được đại dịch này. Và phần nghi thức tụng kinh lễ báo Tam Bảo và thọ trì tam quy và ngũ giới và hồi hướng phước đã hoàn tất. Chúng con thành kính tri ân sư trí đức đã thay mặt chư tôn đức tăng truyền tam quy và ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Kính cảm ơn đạo tràng đã hướng tâm thanh tịnh và cùng con lễ bái Tam Bảo và thọ trì quy giới. Do phước này trợ duyên tất cả sớm đoạn tận phiền não và mau chóng thoát khỏi sanh tử luân hồi. Dạ, phần nghi thức đã hoàn tất 4:30. Dạ, con kính dâng mít đến ngài trí đức để ngài truyền dạy kinh pháp cú đến đạo tràng chúng con. Dạ, xin chúc đạo tràng một buổi học ăn vui tấn hóa. Dạ, con xin thỉnh sư trí đức cầm mic. Sa thú thì không mai. Canh giờ rất là hay ha. Đúng 4:30 là xong chương trình. Không dư, không thiếu ha. Hôm nay Sư Ca Hồng Mai rất là hoàn hảo ha. Để bài Tâm Bảo tổ kỳ quy giới và đã đúng thời gian ha. Nam mô Bức Tha Giá. Anh kính lễ chư tôn thiền đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ. Kính chào chư thiền nam tín nữ thiền hữu tri thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 104. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ơn đức Tam Bảo. Buddho Mahesi Arang Tathagato Lo Kutapmo Sapakaru Hichetako Lo Kasasatha Janadam Mako Vido Vanda Mahantang Narapu Janayakang. Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói chăng, tối thượng giáo chủ, trí năng vô lượng. Tử đế ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bá đi bồ giác tá sát sát tu nô lô ca nó mạnh thá sá quý nà ká rô cô sáp bà nhu bút thấp bá tí phù tí sanh nhá tù hoàn đà mất hành tầng ná ra phù. Cha này giác cần
pháp bảo quý như ánh vàng, Như Lai soi sáng vẹt màng vô minh, phá tan lầm lạc chúng sinh, đây là Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sang khô quý số thô số bát tá sát sa quốc cô sát tha số ca mô quốc ca thầm bát chích ca cô ninh đà bát chăng sa đi a na đa rô quá rô quan đà ma hành tăng đa ra pù gia này gia cần tăng bảo thân văn phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh đi trần xa lệ tế pháp phàm nhân ai bị. Còn xin đại lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Rất tình áp thế giá tê chê nát sách khà mê ê tu quá tha năng tát xà bí à nú phà quê nát xá hạ xà dê nát sách chạch tu. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Tha Gia. Phần tán dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Alo, quý vị nghe âm thanh chúng tôi vừa hay là nhỏ? Để điều chỉnh cho thích hợp. Âm thanh vừa phải ha. Nhà xà thủ không có điếc lỗ tai, không lớn quá ha. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào câu Phật ngôn 104. Quý vị nhìn lên màn hình ha. Atta hát quê chi tăng say yô. Atta hát quê chi tăng say yô. Atta hát quê chi tăng say yô. Câu số 2. Gia cha yang itara baccha, ya cha yang itara baccha, ya cha yang itara baccha. Rồi bây giờ ôn lại hai câu này. Atta hawe chitang sayo ya cha yang itara baccha. Atta hát quê chi tăng say vô gia cha yang y ta ra ba cha. Atta hát quê chi tăng say vô gia cha yang y ta ra ba cha. Rồi câu 3, câu 4. Atta đành ta sa bồ tát sa atta đành ta sa bồ tát sa atta đành ta sa bồ tát sa. Và câu cuối cùng nít chăng san nhát ta cha trí nô nít chăng san nhát ta cha trí nô nít chẳng sanh nhát ta cha rí nô. Sao đọc vô này sai rồi. Bây giờ câu 3, câu 4 ha. Atta đành ta sa bồ pa sa ni chẳng sanh nhát ta cha rí nô. Bồ pa sa chê. À, bồ sa sa ha. Rồi, xin lỗi. Atta đành ta sa bồ sa sa ni chăng san nhát ta cha rí nô. À, bây giờ đưa lên cho nó rõ nè. Rồi, bây giờ đọc lại ha. Cảm ơn Sĩ Kim. Trời ơi, đọc sai rồi. Đọc lại nè. Atta đành ta sa bồ sa sa ni chẳng sanh nhát ta cha rí nô. Atta đành ta sa bồ sa sa ni chẳng sanh nhát ta cha rí nô. Đọc lại lần nữa. Atta đành ta sa bồ sa sa ni chẳng sanh nhát ta cha
ri no khang đen à dạ ông ngại ta hát về chỉ tăng say vô gia cha dân ý ta ra ba cha át ta đành ta sa bồ sa sa ni chẳng sanh nhá ta cha rí nô át ta hát về chỉ tăng say vô vô gia cha dân ý ta ra ba cha át ta đành ta sa bồ sa sa ni chẳng sanh nhá ta cha rí nô đọc dài quá được được hơi thôi đó, chia ra làm hai đọc cho nó dễ. Atta hát về chi tăng say vô gia cha dân y ta ra bá cha atta đành ta sa bồ sa sa ni chẳng sanh nhát ta cha ri nô atta hát về chi tăng say vô gia cha dân y ta ra bá cha Atta đành ta sa bồ sa sa ni chẳng sanh nhát ta cha ri nô Atta hát huệ chi tăng say vô gia cha dân y ta ra bá cha Atta đành ta sa bồ sa sa ni chẳng sanh nhát ta cha ri nô Ai, mời các bà mũ sao mà mờ mắt được, chưa mù mắt là hên, anh chưa mờ gì. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đọc dễ dàng chút, là chia ra làm hai ha. Bởi vì cuối câu số 2, đó là trường âm, thì quý vị cảm thấy rất là nhẹ nhàng ha, chúng ta tự tin. Còn nếu mà cuối câu số 2 là đoạn âm thì chắc chắn là lẹo lưỡi rồi, coi như đứt hơi, đi liền với đứt bóng luôn. Vậy thì bây giờ chúng ta chia làm hai, dòng kệ cũng vậy, đây là một câu 8 từ rất là dễ, không có khó. Quý vị thấy rằng 8 từ thì chúng ta chia ra làm hai ha. Và một lần cố gắng đọc hai câu nghe, bởi vì hai câu đó, câu lên câu xuống để nương nhau, nó tạo ra một cái âm thanh mà mình nghe cảm thấy đi vào lòng người. Rồi áp dụng liền. Atta hawe chi tăng say yu ya cha yang y ta ra ba cha Atta đan tan sa bồ sa sa nên chẳng sanh nhã ta cha ri nô Atta hau ế chi tăng say yu ya cha yang y ta ra ba cha Atta đan tan sa bồ sa sa nên chẳng sanh nhã ta cha ri nô ta huệ chi tăng say dụng và cha dân ý ta ra ba cha anh ta đan tan sa bồ sa sa nên chẳng sanh nhã ta cha ri nô tự thắng tốt đẹp hơn hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình, thường sống tự chế ngự. Rồi xin mời, hôm nay có mình Sĩ Kim ha. Rồi tự biên tự diễn ha. Sĩ Kim mà đưa tay trước, không ai dám đưa tay. Ô, có chiếc lá mùa xuân nữa. Trời ơi, còn có một chiếc lá mà mùa xuân mà cũng dám chiến đấu với Sĩ Kim ha. Rồi chứ không ai ủng hộ nữa. Rồi xà tủ xin mời. Con xin kính chào chị Kiến Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con đâu có biết bữa nay mấy người đó lo ăn Tết đi chợ Tết thành sao, không ai vô. Cô thường cô nít tà vô mà bữa nay đâu thấy cô cổ vô gì đâu. Bữa nay hay thiệt à, chiếc
chiếc lá mùa xuân vô, mấy bữa vô trễ, sao bữa nay vô sớm, chắc bữa nay trời tốt. Con đâu biết mấy người kia họ muốn giơ tay về trên nó quyền của họ, con đâu có biết đâu. Sư đừng có lấy chữ bỏ vô miệng con, tội nghiệp con lắm sư ơi, con nhiều hoạn nạn dữ lắm. Cho đâu mấy chiếc lá mùa xuân với hồng mai cười quá trời vậy. Cười cũng dẹo miệng luôn nữa. Gần Tết rồi người ta đó đi chợ Tết, chắc là hình như gần tới ngày cũng ông gì đó, ông 23 là ông Táo. Mà ở Mỹ đâu có ai thờ ông Táo đâu, xài lưỡi ga không mà đâu cần ổng đâu sư. Nhà Tết hồi nhỏ con khoái Tết lắm, Tết là con nhất nhà mà cũng được tiền lì xì hết. Trong Tết được tiền lì xì rồi được quần mới, giày mới nữa, cái gì đồ ăn nó có nhiều tiền để đi coi hát bóng. Bây giờ già rồi thấy Tết là tốn tiền à, nhưng mà cũng sao, còn không có còn cái nhiều. Tỉnh bao là nó ở xa lắm, không có lên, nó cũng không biết Tết Việt Nam là cái gì nữa, nó nghe vậy thôi. Thôi con trả bài đi. Sư chích ngừa nhiều quá đó, con nghe nói ha, chích mũi thứ ba rồi chích thứ tư thứ năm gì đó, mỗi năm hình như cũng chích cái thứ ghê lắm, con nghe ớn dữ lắm. Thôi con trả bài đi, để sư nói. Bà Tám trả bài lẹ đi, bữa nay đâu ai giơ tay giơ chân nhiều đâu, còn nhiều rộng rãi thời giờ mà câu kinh này 104, 105 nó cũng tích sự, tới thứ sáu sư mới nói tích sự mà. Sư uống trà nước cho khỏe đi sư. Còn xin trả bài quý vị nghe rõ ha. Đó hai, một người có là một người, hai người, ba người, ba người nhâm thân rõ vậy là được rồi, tốt rồi. Thôi con trả bài cho dội đi đó. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 104. Ác ta há quê chí tăng xây dô gia cha dân ít ta ra ba cha ác ta đành tác sá bồ sát sanh ních chằng thành nha ta cha ví nô. Không biết tại sao mà sư đọc bồ pá sát không biết chữ đâu xuống nữa, thế là ổng mắt ổng mờ, ổng đọc lộn vậy thôi. Đọc lại lần thứ hai nữa, nói nhiều quá quên hết trơn rồi. Ác tà ha quê chí tăng say vô gia cha văn ít ta ra ba cha ác ta đành tác sa bồ sát sanh ít chằng thành nha ta cha ví nô. Phân tích câu số 1 và câu số 2. Ác chừng âm ngắn, ta chừng âm thông thường, há đoạn âm, quê chừng thông thường, chí đoạn âm, tăng chừng âm đọc theo giọng tiếng âm, say chừng âm nhắn, vô chừng âm thông thường. Câu số 2. Gia cha hai chừng âm thông thường, văn chừng âm đọc theo giọng nguyên âm, ý tá hai đoạn âm, ra chừng âm thông thường, bá đoạn âm, cha chừng âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Ác ta há quê chí tăng xây vô gia cha dặn ít ta ra ba cha ác ta đành tác sau phù sát sanh ít chằng thành nha ta cha ví nô. Phân tích câu số 3. Ác trường âm nhắn, tá đoạn âm, đành tác hai trường âm nhắn, xá đoạn âm, vô trường âm thông thường, sát sát trường âm nhắn, xá đoạn âm. Câu cúng cồi hai câu cuối cùng. Nít trường âm nhắn, chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xanh trường âm nhắn, nhá tá hai đoạn âm, cha trường âm thông thường, ví đoạn âm, nô trường âm thông thường. Đọc lại câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Ác ta đành tác sa bồ sát sanh ít chằng thành nha ta cha ví nô. Ác ồ ác ta ác ta ta đọc lại nha. Ác ta ha quê chích tăng xây dồ già già dặn y ta ra ba cha ác ta đành tác sa bồ sát sanh ít chằng thành nha ta cha ví nô. May á, hồi nãy tôi đọc chữ ác tá ác tài với quý vị, thôi đọc lại nha. Ngồi cái từ chân chờ nha, thích kim ơi là thích kim. Thôi con đọc lại.
ác tà ha huệ chi tằng say yo và cha dằng ít ta ra ba cha ác ta đành tác sa bồ sát sanh ít chằng thành nhá ta cha lý nộ. Bây giờ cả kệ là nó đọc sai cái gì sửa là chắc sư hết sửa rồi. Thì uống nước đi ơi con ca kệ nha. À ta ha quê chi tăng say vô và cha dân y ta ra ba cha à ta đanh tác sa phô sát sa nịnh chăng sanh nhà ta cha ri nô. À ta ha quê chi tăng say vô và cha dân y ta ra ba cha à ta đanh tác sa phô sát sa nịnh chăng sanh nhà ta cha ri nô. Mới ăn cơm xong bụng no quá ngồi khó chịu. Tự thắng tốt đẹp hơn hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình thường sống tự chế ngữ. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu của con Kinh Pháp Cú 104. Con ăn no vừa mới ăn cơm xong ăn no quá khó chịu quá. Thường là đọc bài trả bài xong mới ăn cơm. Bữa nay sớm được ăn cơm trước. Mệt quá. Con có sai gì xin sư cũng sửa chữa cho con đó. Con nhiều khi con đọc con chú ý nhiều lắm, chứ nghĩ lung tung chuyện này chuyện kia mắc cười lắm. Nghe tới Tết là nhớ chuyện Tết hồi lúc nhỏ nữa. Con đi coi hát bóng, nhỏ con ngồi, người ta ngồi trước không thấy, leo lên cái hai bên cái ghế, cái chỗ để tay ngồi ở trên. Cái sợ dơ ghế của Rạp Đại Nam á, cái bỏ cái dài mới ở dưới. Thôi xong đi ra, trời ơi giờ nó mất tiêu rồi, đi bộ, đi chân không về, khổ dễ sợ luôn. Con xin trả máy lại nha, con coi quên nữa. Quý vị cho vỗ tay vỗ chân nè, cảm ơn nha. Cảm ơn quý vị đã nghe, quý vị có nghe tôi sai gì không, cho biết nha. Cảm ơn quý vị đã cho bông qua vỗ tay vỗ chân nha. Thôi mời quý vị kế tiếp. Dạ con xin đảnh lễ sư Chí Đức, con xin... kính chào quý sư và quý cô tu nữ. Con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 104. Atta ha huệ chi tằng say yo ya cha yang itara ba cha atta đam ta sa bồ sát sát ni chăng san nát nhát ta san nhát ta cha rino. Tà ha huệ chi tằng xê dô và chà dằng y tá rà ba chà. Át là trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, há đoạn âm, huệ trường âm thông thường, chí đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xê trường âm nhấn, dô, và chà ba trường âm thông thường, dằng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, y tá hai đoạn âm, ra trường âm thông thường, bá đoạn âm, cha cha trường âm thông thường, át ta há quê chi tằng xây dô và cha dằn y ta ra bá cha, át ta đành ta sa bồ sát sa ních chằng sanh nhá ta cha ri nô, át trường âm nhấn, tá đoạn âm, đành trường âm nhấn, tá trường âm nhấn, xá đoạn âm, bô trường âm thông thường, xá trường âm nhấn, xá đoạn âm, nít trường âm thông thường, trường âm nhấn, chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xanh trường âm nhấn, nhá tá hai đoạn âm, cha trường âm thông thường, rí đoạn âm, nô trường âm thông thường, át tá đành tá xá bồ xá xá nít chăng xanh nhá tá cha rí mù. Con xin đọc lại. Át ta ha huệ chi tằng xây dô và cha dằn y ta ra ba cha. Át ta đành ta sa bồ. Át ta đành ta sa bồ sa sa nít chằng sanh nhá ta ra nhá ta cha ri nô. Át ta ha huệ. Ủa trước giống cô kia. Át tà ha huệ chi tằng xây dô và cha dằn y ta ra ba cha át ta đành ta sa bồ sát sanh ních chằng sanh nhát ta cha ri nô.
Atta ha quê chi tăng xê dô gia cha dằn ý ta ra bá cha. Atta đành ta sa bồ sa sa nít chẳng sành nhá ta cha ri nô. Tự thắng tốt đẹp hơn hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình thường sống tự chế ngự, là của là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con mời vị kế tiếp ạ. Dạ con kính lễ Tam Bảo, con kính lễ sư Trí Đức, kính lễ quý chư tăng và các cô, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc câu pháp cú 104. Atta ha về chi tăng sa yo ya cha yang itara ta cha atta ta sa po sa sa ni chang sa nya cha vi no. Atta ha về chi tăng sa yo ya cha yang itara ta cha atta dan ta sa po sa sa ni chang sa nya ta cha vi no. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Át trường âm nhấn, ta trường âm thông thường. Há đoạn âm, quê trường âm thông thường. Trí đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xây trường âm nhấn, vô trường âm thông thường. Gia, cha hai trường âm thông thường. Văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ý tá hai đoạn âm. Ra trường âm thông thường. Tá đoạn âm, cha trường âm thông thường. Atta ha quê chi tăng say yo ya cha yang itara pa cha. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. At là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, dan, tas hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, po trường âm thông thường, sas trường âm nhấn, xá đoạn âm, nít trường âm nhấn, chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xanh trường âm nhấn, nhá tá hai đoạn âm, cha trường âm thông thường, rí đoạn âm, nô trường âm thông thường. Át ta đàm ta sa po sa sa ni tăng xanh nhá ta cha ri nô. Dạ con xin đọc lại câu pháp cú 104. Át ta ha về chi tăng say yo ya cha yang itara pa cha ta dan ta sa po sa sa nit chang san nya ta cha vi no. Ta ha về chi tăng say yo ya cha yang itara pa cha ta dan ta sa po sa sa nit chang san nya ta cha vi no. Tự thắng tốt đẹp hơn hơn chiến thắng người khác, người khéo điều phục mình, thường sống tự chế ngự. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc kệ. Atta ha quê chi tăng say yo và cha giang y ta ra pa cha atta đan ta sa po sa sa nít chăng xanh nha ta cha ri no. Atta ha quê chi tăng say yo và cha giang y ta ra pa cha atta đan ta sa po sa sa nít chăng xanh nha ta cha ri no. Dạ con đã đọc phân tích và kể xong, có gì sai xin sư Trí Đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm. Dạ cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài. Cảm ơn nàng. Dạ con xin xuống mic, xin mời Thiện Vũ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc cô pháp cú số 104. Atta ha quê chi tăng say yo ya cha yang itara pa cha. Ta đành tát sa bồ sát sa ních chàng sành nha tát cha ri nô. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Át trường âm nhấn, ta trường âm thông thường. Há đoạn âm, quê trường âm thông thường. Chí đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xây trường âm nhấn, vô, gia
cha, ba trường âm thông thường, giăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ý, tá, hai đoạn âm, ra, trường âm thông thường, bá, đoạn âm, cha, trường âm thông thường, áp, ta ha quê chi tăng say yo ya cha giang ita ra pa cha. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Áp trường âm nhấn, tá bản âm, đanh tas hai trường âm nhấn, xá bản âm, pô trường âm thông thường, sát trường âm nhấn, xá bản âm, ních trường âm nhấn, trăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xanh trường âm nhấn, nhá tá hai bản âm, cha trường âm thông thường, rí bản âm, nô trường âm thông thường, át ta đành tát sa bồ sát sa ních trăng nhá tá cha rí nô. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 104. Ta ha quê chi tăng say yo ya cha y ta ra pa cha at ta đành ta sa po sat sa nik chang sanh nha ta cha ri no at ta ha quê chi tăng say yo ya cha yang y ta ra pa cha at ta đánh tát sa bồ sát sa nịch chẳng sanh nhà ta cha ha ri nô. Tự thắng tốt đẹp hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình, thường sống tự chế ngự. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam. Dạ, con kính đảnh lễ Trí Đức. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc câu kệ ngôn số 104 ạ. Atta ha quê chi tăng say yo ya cha yang itara pa cha atta đàn ta sa bồ sa sa ni chang sanh nhat ta cha ri no. Atta ha quê chi tăng say yo ya cha yang itara pa cha atta đàn ta sa bồ sa sa ni chẳng sanh nhất ta cha ri nô. Tự thắng tốt đẹp hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình, thường sống tự chế ngự, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin phân tích. Áp là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, há là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, chí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường, gia cha là hai trường âm thông thường, giăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ý tá là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường. Át ta ha quê chi tăng say vô gia cha giăng ý tá ra pa cha. Át là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, đan tas là hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm, po là trường âm thông thường, sas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, nick là trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xanh là trường âm nhấn, nhá tá là hai đoạn âm, cha là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, no là trường âm thông thường. Ác ta đàn ta sa bồ sa sa nick chẳng sanh nhất ta cha ri no. Atta ha quê chi tăng say yo ya cha yang itara pa cha atta đàn ta sa bồ sa sa ni
chàng sanh nhát ta chà ri nô át ta ha huê chỉ tăng say yô ya cha dâng y ta ra pa cha át ta sa bô sa sa ni chàng sanh nhát ta chà ri nô ta ha quê chi tăng say yo ra cha chẳng y ta ra pa cha atta dan ta sa bo sa sa nik chẳng sanh nha ta cha hi no tự thắng tốt đẹp hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình thường sống tự chế ngự là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Dạ, con kính tri ân sư, kính cảm ơn đạo tràng. Thân mời niệm từ ạ. Dạ, cảm ơn chị Kim Nhung. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ chư Thông Đức Tăng trong đạo tràng. Con kính lễ sư Trí Đức. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn sis Thiên Vũ, cảm ơn sis Hồng Kim Nhung, cảm ơn Quang Thanh. Dạ, cảm ơn Hồng Mai đã cho niềm từ biết là âm thanh rõ. Và dạ, con xin đọc và phân tích câu phát cú của bài học hôm nay là câu số 104 ạ. Ta ha về chư tăng si yo ya cha yang itara ba cha atta dan ta sa bo sa sa ni chang san nya ta cha ri no atta ha về chư tăng si yo ya cha yang itara ba cha atta dan ta sa bo sa sa ni chang san nya ta cha ri no tự thắng tốt đẹp hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình thường sống tự chế ngự. Đó là bản dịch chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin phân tích câu số 104 hôm nay, câu số 1 và câu số 2. Ất ta ha quê chi tăng si yô ya cha yang itara bát cha. Dạ. Câu số 1, ác là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, há là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, chí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, si là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường. Câu số 2, gia cha là hai trường âm thông thường, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ý tá là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường. Và còn phân tích câu số 3 và câu số 4. Atta dantassa bo sassa nicchang sanyata carino. Câu số 3, ắt là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, dantas là hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm, bo là trường âm thông thường, sas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm. Câu số 4, nít là trường âm nhấn, chân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san là trường âm nhấn, nhá là tá là hai đoạn âm, cha là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Ất ta ha quê chi tăng si yô ya cha yang itara ba cha Ất ta đàn ta sa bồ sa sa nít chăng san nhá ta cha ri ngô. Ta ha quê chi tăng si yô ya cha yang itara cha atta dan ta sa bo sa sa ni chang san nya ta cha ri no. Dạ. Từ thắng tốt đẹp hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình thường sống tự chế ngự. Dạ, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu và con xin kệ. Ta quê chỉ tăng xây yêu
ya cha yang i ta ra cha pa cha ang ta dan tan sa bo san sa nik chang san ya ta cha ri no Atta hawe chi tang say yo ya cha yang i tara ba cha ang ta dan tas sa bo san sa ning chang san ya ta cha ri no ya Con kính định lễ sư Pháp Trang vừa vào đạo tràng và con đã đọc và phân tích bài học hôm nay xong. Con có sai mong ngài và đạo tràng giúp chỉnh sửa lấy mình con. Và cảm ơn cô Tâm Hạnh và cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Và bây giờ từ mời Giang Nhật Hạ Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, Nam Mô Bích Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, cảm ơn cô Hồng Mai. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc câu Pháp Cú số 104 ngày hôm nay ạ. Atta ha we chi tăng say yo ya cha yang itara bacha ta đàn ta sa bồ sát sa nít chẳng sàn nhá ta chà ri nô. Át ta ha quê chi tăng say yô ya cha dân y ta ra ba chà. Át ta đàn ta sa bồ sát sa nít chẳng sàn nhá ta chà ri nô. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Át ta ha quê chi tăng say yô ya cha dân y ta ra ba chà. Dạ át là trường âm nhân, ta là trường âm thông thường, há là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, chí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường, gia, cha là hai trường âm thông thường, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ý, tá là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường. Át ta ha quê chi tăng say yô ya cha dân y ta ra bát cha. Dạ câu số 3 và câu số 4. Át ta đàn tát sa bồ sát sa nít chàng san nhá ta cha ri nô. Át là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, đan là trường âm nhấn, tát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, bô là trường âm thông thường, sát là đoạn âm là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, nít là trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xanh là trường âm nhấn, nhá, tá là hai đoạn âm, cha là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Atta dan tassa bo sassa nit chang san nyata cha rino. Dạ con xin đọc lại ạ. Atta ha we chi tang say yo ya cha yang itara ba cha. Atta dan tassa bo sassa nit chang san nyata cha rino. Tự thắng tốt đẹp hơn, hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình, thường sống tự chế ngự. Là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Atta ha we chi tăng say yo ya cha yang y ta ra ba cha. Atta dan ta sa bo sa sa nin chang san nya ta cha ri no. Atta ha we chi tăng say yo ya cha yang y ta ra ba cha. Atta dan ta sa bo sa sa ning chang san nya ta cha ri no. Dạ con đã đọc và kể xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa dùm cho con.
Dạ con xin đảnh lễ sư tổ đức vừa vào đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài, con kính đảnh lễ quý sư quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 104. Atta-ha-we-chi-tang-say-yo-cha-ya-cha-yang-ita-ra-va-cha-atta-dam-tha-sa-thu-sa-sa-ni-chang-san-ya-ta-cha-ri-no. Con xin phân tích câu 1 và 2. Atta-ha-we-chi-tang-say-yo-cha-ya-cha-yang-ita-ra-va-cha. Ác trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, há đoạn âm, quê trường âm thông thường, trí đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say trường âm nhấn, du trường âm thông thường, gia cha hai trường âm thông thường, dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ý tá hai đoạn âm, ra trường âm thông thường, tá đoạn âm, cha trường âm thông thường, ác ta há quê trí tăng say du và cha dân ý ta là bác cha. Câu 3 và 4. Ách ta đầm thác xa phù sát xa nít trần sanh nhá ta cha lý nô. Ách trường âm nhẫn tả đoạn âm, đam trường âm nhẫn thác trường âm nhẫn xá đoạn âm, phù trường âm thông thường sát đoạn sát trường âm nhẫn xá đoạn âm, nít trường âm nhẫn, chân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xanh trường âm nhẫn, nhá đoạn âm, tá đoạn âm, cha trường âm thông thường, vĩ đoạn âm, nô trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ách tá đam thát sa bồ sát sa nít chân xanh nhát tá cha li nô, ách tá hát về chi tăng say yô ya cha yam ita ra pa cha atta dam thassa pu sassa nicchang sanyata cha rino. Tự thẳng tốt đẹp hơn, hơn chiến thắng người thế, người khéo điều phục mình, thường sống tự chế ngự của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Anh ta hawe chi tâm say yu ya cha yam ta ra pa cha an ta dam sa vu san sa sa min chang san ya ta cha li nu an ta hawe chi tâm say yu ya cha yam ta ra pa cha an ta dam tham sa vu sa sa nhìn chân xanh nhớ ta cha đi nuôn. Nhà con đã đọc xong, con có sao xin ngài và đạo tràng giữ gìn cho con kính tri ân ngài và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ sư phụ Pháp Trang, con thành kính đảnh lễ đại đức Tự Đức, kính lễ quý bà quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc câu pháp cú số 104. Atta ha ve chi Atta ha ve chi tăng say yo ya cha dân a itara ba cha ta đàn tát sa bồ sát sa ni chần sàn nhá ta chà rí nô a ta ha về chí tằng say yô ya chà dần y ta ra ba chà a a là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, há là đoạn âm, vê là trường âm thông thường, chí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường. Câu số 2. Gia cha là hai trường âm thông thường, dân là trường âm theo giọng nguyên âm, ý tá là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường.
Câu số 3 và câu số 4 ạ. Atta đàn tát sa bồ sát sa ni chẳng sàn nhát ta chà ri nô. At là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, đan là trường âm, đan tát là hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm, bô là trường âm thông thường, sát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, nít là trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san là trường âm nhấn, nhá tá là hai đoạn âm, cha là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Át tà hát về chí tăng xây dô gia cha dân ít tá rà bá cha. Át tá đàn tát xá bồ sát san ni chẳng sàn nhát tá cha rí nô. Át tà hát về chí tăng xây dô và chà dần y tá ra ba chà. Át tá đàn tát sa bồ sát sen trần sàn nhá tá ra rí nô. Tự thắng tốt đẹp hơn, hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình thường sống tự chớ ngự. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ. Atta ha ve he chi tăng say yo ya cha yang y ta ra ba cha. Atta dam ta sa bo sa sa ni chang san nya ta cha ri no. Dạ con đã đọc và phân tích và kệ xong. Con có sai chỗ nào xin Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa. Dạ con xin xuống biết. Cảm ơn cô Nhục Quỳnh đã post bài. Thì xin mời vị tiếp theo ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, dạ Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ con kính định lễ Ngài Thi Đức, con kính đại lễ Chư Đại Đức Tăng với cô tu nữ. Mến chào tất cả Phật tử. Dạ kính cảm ơn chị Nhật Huỳnh, cô Phúc Hạnh, dạ Quang Thanh, Hồng Nhân, Hồng Nhung, dạ đã cho biết làm thanh rõ. Dạ con xin đọc cái câu pháp cú số 104. Atta ha quê chi tăng say yo và cha dần y ta là ba cha. Atta đằng tát sa bồ bồ sát sa ni chẳng san nhà ta cha ri nô. Dạ con xin phân tích câu 1 chữ là trường trường âm nhấn, chữ ta là trường âm thông thường, chữ há là đoạn âm, chữ quê là trường âm thông thường, chữ chí là đoạn âm, chữ tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ say là trường âm nhấn, chữ vô là trường âm thông thường. Atta quê chí tăng say vô. Và đó là cái câu thứ nhất. Câu thứ nhì là gia cha dân y ta ra bát cha. Chữ gia là trường âm thông thường, chữ cha là trường âm thông thường, chữ dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ ý là đoạn âm, chữ tá là đoạn âm, chữ ra là trường âm thông thường. Wow. Chữ bá là đoạn âm, chữ cha là trường âm thông thường. Con xin là thứ ba. Át ta đăng tát xá vô sắc sắc xá. Và chữ át là đường âm nhấn, chữ tá là đoạn âm, chữ đanh là trường âm nhấn, chữ tát là trường âm nhấn. Chữ xá là đoạn âm, chữ vô đường âm thông thường, chữ
Pháp là chữ Pháp là trường âm nhấn, chữ xá là đoạn âm. Dạ, đến con đọc đến câu thứ 4 là Nít chăng sanh nha ta ra rino. Chữ Nít là trường âm nhấn, chữ Căm là trường âm đặc thi giọng âm, chữ Sanh là trường âm nhấn, chữ Nhanh nha là đoạn âm, chữ Tá là đoạn âm, chữ Cha là trường âm thông thường, chữ Rí là đoạn âm, chữ Nô là trường âm thông thường. Dạ, con đã phân tích xong, có cái gì mà sai thì bạch ngài với lại tất cả thiện tín sửa giùm con. Dạ, con xin nhập kệ. Atta quê chay tăng say vô dạ cha y ta ba cha Atta đan tan sa po san sa Di cam sanh nha ta cha ri no Atta quê chi tăng say vô Ya cha yan e ta ba cha Atta dan chan sa po san sang Ni chan sanh nha ta cha ri no Tự thắng tốt đẹp hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình thường sống tự chế ngự. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và kính cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã post bài. Thì con đã đọc xong rồi, con xin nhường mic lại cho vị kế tiếp. Cha con kính năng tam bảo phật ân phật tăng lễ trí trước, con kính đảnh lễ sư phật, con kính đảnh lễ đại đức trong ba vị cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ phước hạnh và con tam bảo, con xin ngài dạ bây giờ nghe được rõ chưa cô ơi? Alo alo ạ. Dạ vâng ạ, con cảm ơn. Dạ, con cảm ơn cô Nhật. Atta quê chi tăng say yo ra cha rằng ba cha Atta đàn tát sa bồ sát sa ni chẳng sa nhát cha ri no ta ha quê chi tăng say ro ba cha ra ba cha át ta đàn tát bồ sát sa ni chẳng sa nhát ta cha ri no con xin phân tích câu 1 và câu 2. Át ta ha quê chi tăng ni cha rằng y ta ra ba cha là trường, ta là trường âm thông thường, á là đoạn âm thông đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chay là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường, ya cha là hai trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ý tá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, là trường âm thông thường, át là trường âm nhấn, đan táp là hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm, bô là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, ních là trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin sám hối con câu 3 và câu 4. Át
ta đa sa bồ sát sa ních chẳng sanh nhé ta cha ri cha di nô. Át là trường âm, là đoạn âm, đan là đan tát là hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm, bô là trường âm thông thường, là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, ních là trường âm nhấn, trăng trường âm đọc thư vọng nguyên âm, xanh là trường âm nhấn, nhá tá là hai đoạn âm, cha là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Con xin đọc lại toàn bài. Atta ha ve chi yo chang ita ra ba cha ta da na bo sat sa nik chang sanh nya ta cha ri no. Tự thắng, tự thắng tốt đẹp hơn, hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục thường sống tự chế nghiệp. Ừ, đấy của bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Là con xin kể. Chỉ tăng xây yô Yà cha răng ra ba cha An ta đàn tát xà bồ sát xa Ních chăng sanh nha ta cha ri no. Át tê chi tăng say yo Ya cha răng y ta ra ba cha Át ta đan đan Át ta đan tát xà bồ sát xa Ních chăng sanh nha ta cha ri no. Dạ, con đã đọc và phân tích. Con có sai, mong Ngài Trí Đức và Đạo Tràng chỉnh sửa cho con. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bót bài. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính nâng lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính nâng lễ Thượng Tọa Trí Đức, Đại Đức Quốc Trang cùng Chư Tôn Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài Kinh Pháp Cú, câu số 104. Atta ha ve chi tăng say yo ya cha yang itara pa cha Atta dan Tassapo sassa nicchang sanh Nyatacha rino. Tự thắng tốt đẹp hơn, hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình thường sống tự chế ngự. Là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kệ. Attaha ve chi tăng say yo Ya cha yai tarapacha Atadantat sabosasa Nikchang sanya tacharino Atahwe chitang seyo Yachayang itarapacha Atadantat sabosasa Nikchang sanya tacharino Atahwe chitang seyo Ya cha yang i ta ra ba cha Atta dan ta tn sa bo sa sa Nik chang sang nha ta cha ri no. Con xin hết ạ, con xin nhường bước ra cho đạo tràng ạ. Dạ con. Dạ, sa thủ, chúng con thành kính đảnh lễ tri ơn Đại Đức Tự Đức. Dạ, cảm ơn Thiền Vũ cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Tri Đức, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tự Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng.
Dạ, con không biết Đại Đức Pháp Trang có trước máy không ạ? Dạ, sư cho trước máy sẽ cho con một tín hiệu. Dạ, sư hôm nay có ở ngoài được không bạch sư? Và Huynh Đạo Huynh có trả bài chưa Huynh Đạo Huynh? Dạ, trong bảo tràng còn vị nào chưa ông bài thì Nhật Quỳnh kính mời bằng tay. Dạ, Huynh Đạo Huynh có trước mắt. Dạ, Huynh Đạo Huynh đã ông bài chưa? Dạ, trong khi chờ đợi tín hiệu của Đại Đức Pháp Trang cũng như Huynh Đạo Huynh, và dạ, con xin được trả bài câu Pháp Quốc Kinh số 104. Ta ha quê ki tăng say yo ya cha yang itara bacha atta dan ta sa bo sa sa ni chang san nga ta cha di no. Atta ha quê ki tăng say yo ya cha yang itara bacha atta dan ta sa bo sa sa ni chang san nga ta cha di no. Con phân tích bốn câu một lần luôn ạ. Dạ, Huynh Đạo Huynh đã chuẩn bị chạy ra để chạy vào trả bài phải không Huynh? Nếu vậy thì Huynh xin cho tín hiệu nha Huynh. Át trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, há đoạn âm, quê trường âm thông thường, chí đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say trường âm nhấn, vô trường âm thông thường. Dạ, cha. Hai trường âm thông thường, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ý tá hai đoạn âm, ra trường âm thông thường, bá đoạn âm, cha trường âm thông thường, át trường âm nhấn, tá đoạn âm, đanh trường âm nhấn, tát trường âm nhấn, xá đoạn âm, bô trường âm thông thường, sách trường âm nhấn, xá đoạn âm, nít trường âm nhấn, chăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xanh trường âm nhấn, ngá đoạn âm, tá đoạn âm, cha trường âm thông thường, rí đoạn âm, nô trường âm thông thường. Át ta ha quê ki tăng say yo ya cha văn itara ba cha át ta đàn ta sa bồ sa sa nịt chẳng san nhát ta cha ri nô. Tự thắng đẹp hơn, hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình, thường sống tự chế ngữ. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, con đọc và phân tích có sai, con cung thỉnh Ngài và Đạo Tràng chỉ cho con sửa. Con xin được cài. Ách ta ha quê, chị tặng say vô, dạ cha dân y ta ra ba cha. Ách ta đánh ta xa bộ xa xa, nể trang sanh nha ta ra cha. Nít chan tăng nha bạc cha đi nâu. À ta ha quê kỳ tăng say vô, dạ cha dân y ta ra ba cha. À ta ta đánh ta xa bộ xa xa, nít chan sanh nha ta cha ri no. Dạ, Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ tệ duyên dự vào đạo tràng. Mến chào chiếc lá mùa xuân. Chiếc lá mùa xuân đã ôn bài chưa? Dạ, Quỳnh là Quỳnh có ôn bài không? Ca Nhật Quỳnh một tín hiệu. Dạ, cô tu nữ tệ duyên có ôn bài không cô? Nếu cô có ôn bài cho Nhật Quỳnh một tín hiệu à? Dạ, rồi mời Quỳnh là Quỳnh nha. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ, kính đảnh lễ các bao người tâm bảo. Kính đảnh lễ sư Tiến Đức. Kính đảnh lễ quý cô tu nữ, quý bà quý cô, quý vị anh chị đồng đạo tràng. Dạ, hôm nay xin trả bài kinh Pháp Cú 104. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu. Bên đây thì nó cái mạng nó hơi yếu. Thì,
tăng say vô giá cha văn ít ta ra bá cha ách ta đăng tách xá bồ sách xá nít chân sanh nha ta cha rí nô ách ta há quê chí tăng say vô giá cha văn ít ta ra bá cha ách ta đăng tách xá bồ sách xá nít chẳng sanh nhà tacharino. Dạ, bài đầu hơn xin kể. Dạ, tại vì bên đây thì giờ chúng tôi không có được nhiều, thành thứ xin sám hối cùng quý vị. Dạ, bây giờ xin kể. Ataha we chi tăng say yo ya cha yang itara ba cha Atta danta sabo sasa ni chen sanya ta charino. Atta ha we chi tang seyo ya cha yang i ta ra ba cha. Atta danta sapo sasa nityang sanya tacharino. Và Thượng tọa Thích Minh Châu đã dịch tại tiếng Việt là tự thắng tốt đẹp hơn, hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình, thường sống tự chế ngự. Dạ, đạo huynh thấy là cái kinh Phật này giống như trong một cái kinh tứ thư ngũ kinh của đạo Nho, là người xưa nói là có thể lấy đầu tướng ba quân, giữa ba quân, nhưng mà không có lấy được cái trí của kẻ thất phu. Cái trí của kẻ thù nó lớn lắm thưa quý vị. Dạ, cũng như lão tử có nói là tự thắng nhân giả hữu lực mà tự thắng giả cường. Có nghĩa là người thắng người khác thì dùng bắp thịt thôi, nhưng mà tự thắng mình với là kẻ có thức thạnh ý chí thật sự. Thành thử là chúc quý vị tu tập tinh tiến ha, tự thắng, tự chế bản thân, chế ngự bản thân mình. Dạ, một lần nữa Nam Mô Bích Thầy nhé. Xin cảm tạ quý sư, kính cảm ơn cao nhân Nhật Quỳnh, và chúc quý vị thính pháp an vui. Dạ, bây giờ thì không biết là đạo huynh không thấy ha. Xin mời vị kế tiếp. Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Nam Mô Bổn Sư nhé. Dạ, sa thú kính cảm ơn huynh đạo huynh. Nam Mô Bổn Sư giá. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, trong đạo tràng còn vị nào chưa ôn bài không? Nếu còn vị nào chưa ôn, xin đưa bàn tay hoặc cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Nhật Quỳnh nhường mic ạ. Dạ, vậy là trong đạo tràng em ru, vậy là chắc đã ôn bài hết rồi bạch ngài. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng con cung thỉnh ngài Trị Đức Từ Bi Hoan Hỷ trở lại đạo tràng để điều hợp chương trình học ngày hôm nay à. Dạ, một lần nữa con cung thỉnh ngài Trị Đức ạ. Ngài cho con xin một tín hiệu bạch ngài. Dạ, con kính dâng mít đến ngài. Nam Mô Bổn Sư. Dạ, quý vị nghe rõ không ạ? Kinh lễ Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức, Cô Tu Nữ Tuệ Duyên, Cô Tu Nữ Phúc Hạnh, Sa Thú có Phật Ngôn 104. Câu này cũng dễ ha, không có khó. Và trình độ của quý vị thì thôi khỏi nói, đọc biết sai biết đúng, tức là rất là tự tin.
Rất là hoan hỷ câu Phật ngôn này. Bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa tự vượng ha, rồi sẽ nghe sẽ duyên sự câu Phật ngôn này. Atta hawe chi tăng say yo, atta hawe chi tăng say yo. Chữ atta do từ atta, atta nó là một danh từ nam tính, akranta pumringa. Và chữ atta này được đứng làm chủ từ. Có nghĩa là bản thân. Atta là bản thân. Rồi cái từ thứ hai chí tăng, chữ hawe, hawe là đúng vậy, đúng vậy, thật vậy, hawe. Rồi chữ chí tăng, chí tăng đây là một danh động từ trung tính. Chí tăng là sự chiến thắng, sự khuất phục, sự chiến thắng, sự khuất phục. Rồi xây vô là tốt hơn. Xây vô là tốt hơn. Tiếp tục ha. Gia cha yang itara bacha, gia cha yang itara bacha. Chữ gia do đại từ quan hệ giá. Và ở đây đứng làm chủ từ số nhiều. Bà tham má bảo quá cho nó bị phá tí, cho nên gia biến thành gia. Gia là người nào? Gia ở đây là nam nữ tính ha. Còn nam tính là chỉ vô. Gia là người nào? Cha dân, hai từ cộng lại, cha cộng với ai dân và cũng biến thành cha dân. Cha dân là và điều này. Chi cha có nghĩa là và, ai dân là này, điều này. Cha dân là và điều này. Itara, Itara đây là một tính từ nữ tính. Itara là những cái khác, những cái kia, những cái nọ, những cái này à. Tức là Itara ám chỉ rằng nhiều người có chữ bạch cha sao, bạch cha có nghĩa là những người, những người này, những người nọ, những người khác, những người kia ha. Cho nên chỉ Itara tức là nọ này khác kia đồ phong bằng đó à. Thì chữ Bacha nó đi theo sau à. Bacha nó là một danh từ nữ tính ha. À Kranta Ithilinga nó ở phía sau, cho nên Itara Bacha tức là những người khác, những người kia, những người nọ, những người này ha. À. Người tức là cái chữ Bacha ở phía sau. Chữ Itara là khác, nọ này kia, nhưng mà thêm cái chữ Bacha ở sau tức là những người này, những người nọ, những người khác, những người kia vân vân à, chữ Bacha là người ha. Itara Bacha là những người này, những người nọ, những người khác, những người kia vân vân ha. Rồi câu số 3. Câu số 3. Atta
ta đành ta sa bồ bồ sát sa a ta đành ta sa bồ sát sa câu số ba hai tề a ta đành ta sa chữ a ta có nghĩa là bản thân hả rồi đành ta sa do cái từ đành đành ta chữ đành ta nó trong cái dạng quá khứ phân từ, quá khứ phân từ, nhưng mà nó được chia theo sở hữu cách suy khác thi quy phát thi hay có quá trình á, cho nên chữ đành ta biến thành đành ta sa. Đành ta sa có nghĩa là chế ngự, chế ngự của sự chế ngự bản thân. Atta đành ta sa của sự chế ngự bản thân. Rồi từ thứ hai, Atta đành ta sa của sự chế ngự bản thân. Rồi Bồ Sát Sa, Bồ Sát Sa, Bồ Sát Sa từ Bồ Sa. Bồ Sa nó là một danh từ nam tính, A-ta-ran-ta-pung-rin-ga. Và Bồ Sa được ghi theo sở hữu cách số ích khát thi quy phát thi e ca qua chà na. Cho nên Bồ Sa biến thành Bồ Sát Sa của người đàn ông, của nam nhân, của người đàn ông, của nam nhân. Và quý vị biết rằng chữ Bồ Sát do cái từ Purisa, do từ Purisa, người đàn ông, nam nhân. Rồi câu cuối cùng, Nichang Sanyata Charino, Nichang Sanyata Charino. Chính đích chân, đây là một trạng từ, có nghĩa là liên tục, thường xuyên. Liên tục, thường xuyên, đích chân. Và thêm chữ A trước, A đích chân là vô thường, không liên tục, không thường xuyên, có nghĩa là vô thường. Rồi Sanyata Charino, ở đây chữ Sanyata cộng với Charino. Sanyata đây là một cái dạng quá khứ phân từ đã được thu thúc, đã được kiểm soát. Sanyata đã được thu thúc, đã được kiểm soát. Và Charino do cái từ Chari, Chari có nghĩa là hành vi. Nhưng mà Charino ở đây nó nằm ở trong cái dạng sở hữu cách, tức là cái hành động này được ghi theo Chathi Vipati Ekavachana, của người có hành vi đã được thu thúc, của người có hành vi đã được thu thúc. Sanyata Charino. Có người có hành vi đã được thu thúc. Rồi câu Phật ngôn 104 cho chúng ta một ý nghĩa. Đúng vậy, đối với con người đã chế ngự bản thân, có hành vi luôn được thu thúc thường xuyên, thì chiến thắng bản thân là tốt hơn chiến thắng những người khác. Ý nghĩa của Phật ngôn 104,
Đúng vậy, đối với con người đã chế ngự bản thân, có hành vi luôn được thu thúc thường xuyên, thì chiến thắng bản thân là tốt hơn chiến thắng những người khác. Ngài Hòa Thượng Giới Đức Đạo Phổ Thơ Lục Bát như thế này: vẻ vang tự thắng chính mình, có hơn ngàn vạn chiến binh xa trường, chư thiên phạm đế ma vương, làm sao thắng kẻ tự thường thắng y. Vẻ vang tự thắng chính mình, có hơn ngàn vạn chiến binh xa trường, chư thiên phạm đế ma vương, làm sao thắng kẻ tự thường thắng y. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu: tự thắng tốt đẹp hơn, hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình, thường sống tự chế ngự. Tự thắng tốt đẹp hơn, hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình, thường sống tự chế ngự. Rồi, như vậy trong duyên sự chúng ta thông qua, trong tự vận chúng ta thông qua ha, đi vào ý nghĩa câu Phật ngôn này. Câu Phật ngôn 104, câu Phật ngôn 105 cùng một duyên sự. Vậy thì khi xong câu Phật ngôn 105, chúng ta sẽ hiểu tại sao có câu Phật ngôn 104, có câu Phật ngôn 105. Nhưng mà bây giờ qua ý nghĩa, tức là tự thắng tốt đẹp hơn, hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình, thường sống tự chế ngự. Hay là đúng vậy, đối với con người để chế ngự bản thân, có hành vi luôn được thu thúc thường xuyên, thì chiến thắng bản thân là tốt hơn chiến thắng những người khác. Vậy thì với ý nghĩa câu Phật ngôn này, chúng ta áp dụng trong cuộc sống của chúng ta để cảm thấy rằng những lời dạy của Đức Phật luôn luôn là sự thật, luôn luôn là chân lý, và chúng ta rút tỉa để học hỏi những cái hay, cái đẹp, các cái cuộc sống chúng ta được thăng hoa. Với thời gian còn lại, chúng ta sẽ triển khai và tìm hiểu câu Phật ngôn này. Tự thắng tốt đẹp hơn, mà tự thắng, thắng cái gì hả? Con người của chúng ta ai cũng giống ai hết á. Tức là lục căn, lục trần, lục thức, về nhân phẩm, về coi như cái trình độ, về cái sự ngang bằng thì ai cũng như ai. Nhưng mà thắng, thắng cái gì tốt đẹp hơn? Ở đây nói rằng từ thắng tốt đẹp hơn, hơn chiến thắng người khác. Tức là mình phải quay lại với chính mình để thấy rằng mình xấu, mình đẹp, mình hơn, mình thua, mình khôn, mình dại như thế nào. Tức là mình phải tự kiểm soát lấy chính mình, tự kiểm soát lấy chính mình. Tức là khéo điều phục, khéo kiểm tra, khéo quan sát để điều phục ở đây. Tức là thấy được cái xấu, cái tốt. Thấy được cái xấu, hành vi sai trái, lời nói bậy bạ, rồi cái ý nghĩ không được tốt đẹp ha. Tức là phải chỉnh lại, phải sửa lại, và nó thành cả một cái thói quen ha, thành ra một cái thói quen. Tức là trong cái thói quen đó, trong cái sự tu tập đó, mình hướng thượng, mình coi như đã là một người Phật tử ha,
thì phải luôn trì hành tam quy ngũ giới, rồi tùy duyên thuần pháp, tức là mình phải tạo những cái công đức, những cái phước báo, và mình cứ làm thường xuyên như vậy thì cái vấn đề coi như vun bồi công đức, và đã vun bồi công đức thì mình con người của mình luôn luôn càng ngày càng hướng thượng, càng thăng hoa. Bởi vì sao? Tham mô há quê rất là tích thầm mát trà, thì mình thực hành theo những lời dạy của Đức, thực hành theo giáo pháp, thì con đường của mình là con đường đi lên chứ không thể nào đi xuống được, không thể đi xuống được. Nhân sản chúng ta đã có, và thiên sản chúng ta cũng đang tạo và cũng sẽ có. Bởi vì sao? Ngũ giới bất kỳ nhân thiên độ kiệt, ngày nào quý vị đến đạo tràng, quý vị cũng lễ bái tam bảo, thọ trì quy giới, và coi đây là một cái chùa ở trên trời, một cái chùa ở trên trời mà chúng ta cứ trì hành mỗi buổi sáng thức dậy ha. Chúng ta vào room và sung sướng nhất là mở mắt, coi như xúc miệng rửa mặt, bước chân vào room này chúng ta là những người có giới. Mặc dù hôm nay sĩ Hồng Mai ha, lễ bái tam bảo thọ trì quy giới đại diện cho quý vị, và quý vị cũng tùy hỷ theo cái phước của sĩ Hồng Mai đã tạo, để rồi chúng ta đi lên. Có ai nói rằng một người có giới hạn mà đi xuống không? Ngày nào chúng ta cũng có những cái thời gian mà chúng ta tĩnh tâm, chúng ta an tịnh hướng về giáo pháp, trì hành giáo pháp, thì chắc chắn là chúng ta sẽ đi lên. Không bao giờ mà giáo pháp đưa chúng ta đi vào cái chỗ đọa xứ địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula đâu. Mà pháp mà chúng ta trì hành đó là thiện pháp, mà thiện pháp thì chắc chắn chúng ta đi lên. Với một cái vấn đề thường xuyên như vậy, chúng ta biết mình là người con Phật, mà đã là con Phật thì chúng ta phải coi như con nhà Tông không giống lông thì phải giống cánh nhé. Chúng ta cố gắng để người ta nhìn vô để biết ô, đây là người Phật tử, đây là người có giới hạnh. Và dù chúng ta là người Việt Nam, nhưng mà vô một hội chúng nào thì đầu tiên người ta không tin tưởng mình, họ có vẻ nghi ngờ. Nhất là vô một cái đạo tràng, vô một cái hội chúng, vô một ngôi chùa mà mình không thể nói tiếng của người ta. Ví dụ chùa Sri Lanka, chùa Thái Lan, chùa Lào, chùa Campuchia, vân vân. Nhưng mà khi chúng ta đến ngôi chùa đó mà người ta lễ bái tam bảo, ta thọ trì quy giới, thì mình cũng uka sa ma yang phần đề, mình cũng đọc theo. Người ta đọc nam mô ta sa pha ca wa tổ, mình cũng nam mô ta sa pha ca wa tổ, thì chúng ta rút ngắn được cái khoảng cách. Bởi vì chúng người có giới và họ cảm thấy họ hoan hỷ khi ở gần mình. Mình sống chung với những người có giới thì mình cảm thấy rằng mình hoan hỷ nhẹ nhàng. Thì như vậy, ở đây vẽ vang từ thắng chính mình, có hơn ngàn vạn chiến binh xa trường. Mình làm chủ được chính mình, mặc dầu vô ngã, nhưng mà trong một cái khoảng cách nào đó mình cảm thấy rằng mình tự tin. Làm rành được vui, làm dữ bị khổ. Chúng ta cứ làm lành, và cái từ trường của cái tâm lành đó, nó làm cho những người khác cảm hóa đi những người khác. Mình có thể chiến thắng những người khác do cái hành vi, do cái cử chỉ. Mà đoan trang
chánh hạnh của mình, mình có thể cảm hóa được người khác. Chúng tôi đơn cử một ví dụ. Một hôm Ngọc Hoàng Thượng Đế, quý vị biết Ngọc Hoàng Thượng Đế là ai rồi ha? À, mặc dù ngoài đời người ta dùng cái từ Ngọc Hoàng Thượng Đế, nhưng mà đối với quý vị nam truyền của chúng ta thì quý vị biết Ngọc Hoàng Thượng Đế đó là ai. Alo, cái người này, cái vị chư thiên này cai quản cõi trời 33, quý vị còn nghe không? Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế cai quản Đức Vua Trời Đế Thích Sắc Cả. Đức Vua Trời Đế Thích muốn tuyển chọn một minh chủ để cai quản chư thần. Mình là coi như làm Ngọc Hoàng Thượng Đế thì mình lớn rồi, còn bây giờ chư thần phải có một người để mà cai quản, chứ để lung tung mất trật tự. Cho nên Ngọc Hoàng Thượng Đế mới triệu tập tất cả chư thần lại mà công bố: hôm nay ta sẽ chọn ra một minh chủ trong các vị thần. Vậy thì các ngươi hãy thi thố khả năng của mình để có thể làm minh chủ. Và khi mà dứt lời thì ông thần Thiên Lôi, quý vị biết ông Thiên Lôi dữ lắm, ngài luôn luôn cầm cái lưỡi tầm sét hay là cái búa. Ông ta bước ra và quăng cái lưỡi búa lên, một cái tiếng sấm nó nổ bên trời, xẹt lửa luôn. Tất cả chư thần ai nấy coi như mặt mày tái mét hết, run sợ giữa cái tiếng động khủng khiếp như vậy. Và mặt mũi của ông Thiên Lôi thì quý vị thấy ghê gớm lắm, ai cũng đều xanh máu mặt. Và thần Thiên Lôi nghênh ngang coi như nói lên một tiếng rất là giống dạc: chư thần có thấy ta xứng đáng làm minh chủ không? Tất cả im ru. Và ông ta bước chân về ngồi tại chỗ. Khi mà ông thần Thiên Lôi thị uy như vậy bước vào chỗ ngồi rồi, thì ông thần âm nhạc á, ông thần âm nhạc ở đây tức là nói về coi như chúa của kinh Tháp Bá đó, mới bước ra cầm một cái cây sáo. Ông thần âm nhạc này cũng cầm cây sáo, ông thổi cái tiếng sáo du dương trầm bổng, rồi tất cả chư thần đều lắc qua lắc lại coi như đi theo cái điệu của tiếng sáo đó, cái vẻ mơ mộng trầm tư Rồi từ cái mơ mộng trầm tư đó, ông thần thổi sáo này ổng lên tông, ông thổi những khúc nhạc thúc giục rộn rã, làm cho chư thần coi như phấn khởi hào hứng đứng dậy lắc lư, rồi lắc lư một hồi trở qua cái điệu nhạc thê lương ảm đạm của đám ma. Và thế là các vị thần khóc một cách sướt mướt, khóc một cách sướt mướt để cho người ta lễ đổ tung rơi. Như vậy thì ông thần âm nhạc ông bước về chỗ ngồi, ông nói vậy, ông bước về chỗ ngồi. Đức Vua Trời Đế Thích tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế từ trên cao nhìn xuống các vị thần: ủa sao thấy con đứa xin lỗi, có một vị thần ngồi im ru. Khi bọn Thiên Lôi quăng cái lưỡi búa, một tiếng sét rầm rộ như vậy, vang rền như vậy, mà cái ông thần này cũng tỉnh bơ. Rồi bây giờ tất cả chư thần ai cũng lắc lư, ai cũng nhảy nhót, rồi ai cũng khóc lóc, mà sao anh này cũng ngồi tỉnh bơ vậy?
mùa để mới đưa tay. Thôi được rồi, ta đã tìm ra minh chủ của các ngươi rồi. Ông thằng thiện lôi khoái quá, ông thằng âm nhạc cũng khoái quá, mình sẽ làm minh chủ. Ai cũng hy vọng như vậy, vì ông ta bị điếc, bậy bạ không. Chữ điếc mà còn viết chữ T nên là thấy viết bậy rồi nha. Điếc là C. Nhưng mà không phải vậy. Ai xếp kim này hay đoán mò quá. Khi đó Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế mới chỉ tay cái vị thần mà coi như cái mặt mày tính bơ, tính bơ như cái cơ ha, mới chỉ mặt con thằng đó này, khanh hãy đứng lên. Được Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế chỉ tới chính bản thân mình và bảo đứng lên, thì vị thần này cũng từ từ khiêm tốn đứng lên. Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế hỏi: ngươi có nghe cái vị thần thiên lôi thi triển khả năng không? Dạ có, thần có nghe. Rồi ngươi có nghe thần âm nhạc nghĩa là tấu những khúc nhạc du dương trầm bổng hay không? Dạ, thần cũng có nghe. Ủa, như vậy thì ngươi nghe, ngươi đâu có bị điếc như Sĩ Kim nói đâu hả? Ngươi nghe, và tại sao mà ngươi tỉnh bơ vậy? Thì vị thần này nói là tâu bệ hạ, thần nghe, thần biết, thần cảm thông. Nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện của ông thần thiên lôi, đó là chuyện của ông thần âm nhạc. Còn cái chuyện bây giờ, chuyện người ta họ làm gì kệ người ta chứ, có liên quan gì đến thần đâu. Thần chỉ biết rằng cái sóng đó nó nổ nghệ điếc có lộ tài, cái âm nhạc kia làm cho con người cái tâm nó chuồn lại, biết đấy, chứ không phải là thần không biết. Nhưng mà thần làm chủ lấy chính mình, không thể hiện ra, không biểu lộ ra những cái buồn rầu sầu khổ để cho người khác họ biết, họ biết cái tẩy của mình. Cho nên thần phải chế ngự, thần phải thu thúc, sợ chứ. Tiếng sét lớn quá trời mà biết lỗ tai sao không run sợ. Nhưng mà thần phải kiềm chế. Rồi cái Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế thế, đúng ý quá rồi. Người mà làm chủ mình thì làm chủ người ta chứ có gì đâu. Thôi, minh chủ của chư thần chính là cái ông này đây. Qua câu chuyện này thì chúng ta xứ sự với những cái sự kiện xảy ra trong cuộc sống, thì chúng ta cũng phải từ từ để coi sự kiện nó xảy ra thế nào, chứ không phải là giữa đường thấy chuyện bất bình rồi ra tay. Mình phải biết cái nguyên nhân, cái tập đế là sao. Cái khổ đã xảy ra rồi, nhưng mà cái tập đế, cái nguyên nhân của khổ, tại sao cũng giống như vì sao gì mới có 7 tuổi đi theo ngài Xá Lợi Phất ban ngày, tại sao mà nước ở dưới thấp chảy lên cao ban ngày, tại sao mà cái người ta phải nhắm một con mắt ban ngày, tại sao cái người ta phải hơ lửa để làm cái gì vậy, tại sao tức là mình phải thắc mắc, trong cái sự thắc mắc đó để mình coi như cách vật duy trì, để rồi mình nhìn kỹ vào đó để thấy thực tỉnh của pháp như thế nào. Alo, rồi thời gian còn lại 21 phút nữa, xin mời bàn tay của quý vị hiểu như thế nào về câu Phật ngôn 104 để áp dụng cho cuộc sống chúng ta. Thời kỳ của Đức Phật là một cái thời gian xa xưa, nhưng mà bây giờ cái chân lý vẫn là sự thật. Vậy sự thật này chúng ta áp dụng trong cái cuộc sống của chúng ta làm sao cho thích hợp. Alo,
Xích Hà có nghĩa là xuất hiện sớm nhất á, nghĩa là chúng tôi khi mở room mà thấy Xích Hà đã có mặt, nhưng mà bây giờ mới vô trong room, không biết rằng lang thang ngoài chợ hay trong siêu thị hay đi đâu mà bây giờ mới lọt vô đây. Xích Hà nghĩ sao về câu của con này? Quý vị hồi nãy giờ nghe hiểu hết rồi hả? Nhưng mà Xích Hà mới tới nè. Bây giờ Xích Hà có ý kiến thế nào về câu Phật ngôn 104? Alo. Giam Xích Hà nó hồi nãy giờ đâu có học, đâu biết gì đâu mà trả lời. Cho nên không đưa tay. Rồi. Đến sao bắt liền trước. Đúng rồi, có mặt đặt tên chứ. Có mặt đặt tên vậy mà còn mắc cỡ không dám lên nữa. Thầy. Còn quý vị là những người biết rồi, nãy giờ học biết hết trơn rồi. Còn người mà không tới nó có nhiều thắc mắc. Alo, Xích Hà. Sao rồi? Chắc là Xích Hà nghe Facebook đó. Không biết nghe Facebook nhưng mà thấy hiện giờ có mặt ở đây rồi nè. Có mặt đây rồi. Rồi, Xích Hà không lên thì Huynh Giang Nhật Hà cũng có chữ Hà mà. Rồi, mời Huynh Giang Nhật Hà nghĩ sao về câu Phật ngôn 104. Mời Huynh Giang Nhật Hà công nhận cái miệng đẹp trai thì ta. Mời Huynh Giang Nhật Hà nha. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin lãnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, Sư Tờ Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con đang đợi sư mời cô Kim, Xích Hà và sư mời con. Dạ, thì thôi con cũng, nãy giờ con cũng chạy tới chạy lui, con đón mấy đứa nhỏ rồi con không có chép bài được cái phần kia, nhưng mà con cũng theo cái câu mà lúc đầu trả bài á, thì là tự thắng tốt đẹp hơn chiến thắng, hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình, thường sống tự chế ngự. Thì hai cái câu đầu á là tự thắng tốt đẹp hơn, hơn chiến thắng người khác. Thì con thấy là cái mình tự thắng thì luôn luôn tốt đẹp hơn thì nó rất là đúng và chính xác. Cũng giống như là tự mình phải hạ thủ công phu làm một cái việc gì đó, tự vượt lên chính bản thân của mình. Giống như là mình muốn có sức khỏe, muốn khỏe mạnh thì mình phải tập thể dục, phải ăn uống ngủ nghỉ điều độ, chứ không thể nào mà mình nhờ cái người coach, cái người huấn luyện viên mà tập giùm cho mình thì mình mà mình có sức khỏe được. Cũng như là mình vô room mà mình học Bali á, thì mình phải tự mình tập luyện thì sẽ quen miệng, quen mắt, quen tai, quen chữ, và mình đọc được lưu loát hơn. Chứ không có bao giờ mà có chuyện mà mình ngồi đó nghe sư đọc rồi mà tự mình tiến bộ giỏi lên được. Thì cái câu thứ nhì á, nó hơn chiến thắng người khác á, thì hai cái câu này nó khuyên mình phải tự làm mà không cần dùng cái người khác làm một cái mục tiêu, là cái thước đo để mình tranh giành hơn thua. Thì nếu mà có hơn thua thì sẽ có cái sự gút mắt, vướng vào tám ngọn gió đời. Gút mắt chỉ để tháo gỡ, để siết chặt thêm. À, còn cái câu số 3, câu số 4 á, là người khéo điều phục mình, thường sống tự chế ngự. Thì nó cũng giống như những cái câu mình được học như là Yoshino Manasikara đó, thì là mình có cái sự tác ý khôn khéo, như lý tác ý. Thì nếu như mà mình điều phục được 6 cái căn của mình á, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì là quá lý tưởng rồi. Cuộc sống sẽ luôn được cân bằng, được an vui, nhàn tịnh. Còn nếu chưa được thì mình tập rà xét, hạn chế những sự va chạm từ từ,
cũng như là bớt nói lại một tí, vì đa ngôn ắt đa sự mà. Giống như cái câu tiếng Mỹ nói là noble silence, là im lặng là vàng. Khi mà mình ít nói lại thì cũng sẽ giảm bớt được cái rất nhiều thị phi ở đời. Cũng như thế mình giảm thiểu cái sự xúc chạm của các căn còn lại trong đời sống hàng ngày, thì đó cũng là mình đang tu tập, đang giữ giới vậy. Bớt nói thì bớt được nói dối, nói sai, nói lệch. Bớt nghe nhạc đờn thì tâm cũng bớt sao lãng. Bớt xem phim ảnh Facebook thì tâm cũng được bình an hơn. Bớt ngửi, bớt nếm thì chắc chắn sẽ xuống cân giảm ký. Chỉ còn điều phục được cái ý nghĩ của mình nữa thì đâu cần gì phải tìm tới những cái trường thiền để làm gì. Cho nên con thấy cái câu này rất là hay. Cũng giống như mới vừa nãy đây, con đang đọc xong cái phần lúc đầu á, rồi con phải đi ra con đón con, thì con không có chép bài được cái chỗ mà cái khoảng một cái bài kệ của ngài Giới Đức á. Rồi con cũng thấy cái sao cái phone nó cứ quay vòng vòng hoài, không có nghe được cái gì hết, thì thôi thì con nói thôi kệ, không sao, mình chút xíu mình về rồi mình log in vô lại, rồi chỉ cần bình tĩnh lại cái mình nhắn cho cô Nhật Quỳnh cái là chưa đầy một nốt nhạc là cô post lên cái bài kệ của ngài Giới Đức liền. Thì cho nên nhiều khi mình có được cái sự bình tĩnh ấy, thì nó sẽ rất là tốt, nó sẽ mở ra cho mình những cái con đường khác để mình nhìn thấy được rõ ràng hơn. Dạ, thì con cái ý kiến của con chỉ có bao nhiêu đó thôi cho cái câu này. Con xin mời quý đạo hữu, quý sư, quý thầy có thể chia sẻ thêm để cho con được học hỏi. Dạ, con xin xuống mic, con xin nhường mic lại cho đạo tràng ạ. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Đạo tràng có nghe âm thanh của tự nhiên rõ không ạ? Dạ, cảm ơn ngài. Cảm ơn quý vị đã cho biết nghe rõ. Nãy giờ tự nhiên vào nhưng mà cái đường nét nó bị trục trặc, mà không biết như thế nào mà cứ vào á, nhầm khi là giật mic của người ta, rồi xong cái bị bắn ra bắn vào hoài, không hiểu sao nữa. Cho nên là bây giờ là tự nhiên cũng chưa đọc bài được, nhưng mà tới bây giờ là giờ chia sẻ rồi. Và Nam Mô Bụt Thaya, Nam Mô Tham Maya, Nam Mô Sankhaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ quý bà quý cô tu nữ, và thân chào tất cả quý thiền nam tín nữ. Và để tiếp lời của Giang Nhật Hạ, hôm nay học kinh Pháp Cú số nhiều chạy qua đã mất tiêu rồi, nhưng mà để tiếp lời của Giang Nhật Hạ thì cái câu Pháp Cú này, cái phẩm này là hình như là phẩm cái gì? Dạ, cảm ơn ngài. Câu Pháp Cú 104: tự thắng tốt đẹp hơn, hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình, thường sống tự chế ngự. Thì khi mà nghe duyên sự hồi nãy thì nghe ngài nói, có lúc nghe được là cái lúc mà vì trời sấm sét gì, cái vị đó cũng ngồi im ru, rồi cái gì ngài đó cũng ngồi im ru, ngài biết hết nhưng mà ngài vẫn ngồi im. Thì trong lúc mà nghe duyên sự, nghe ngài nói thì cũng có như chim gà gì đó, nó cứ bè theo. Mà nghe tiếng chim với lại gà nó lớn hơn, nghe lớn hơn cái tiếng của ngài nữa. Cho nên là tự nhiên cũng ráng ngồi im để mà nghe, để mà học những cái lời của Phật dạy mà đã
truyền lại để bây giờ chúng ta lắng nghe, để mà tự chế mình, tự điều phục mình và sống an lạc. Cho nên á, và nói cách khác nữa đó, thì cũng giống như là người nào đói thì người đó ăn. Chứ mình không có đói bụng mà mình nhờ người khác ăn giùm được. Bây giờ mình đói bụng mà mình nhờ người khác mình làm biếng ăn. Mà nhờ người khác ăn thì người khác ăn no, người đó no. Chứ còn mình đói thì mình vẫn đói. Cho nên thì câu Phật ngôn này nói về tự điều phục mình, tự chiến thắng mình, tự hơn chiến thắng người khác. Thì thật ra đã đúng như vậy. Và nói cách khác nữa thì tự mình thắng mình tốt hơn thắng người khác để làm gì? Gây thù chuốc oán. Ví dụ như là mình thắng người khác, chắc chắn người khác, nếu người khác họ có tu thì họ cũng biết chế ngự cái bản thân của họ. Còn nếu người khác không có tu, chắc chắn họ sẽ có một cái tâm gọi là tâm bất thiện, chắc chắn sẽ đến với mình. Có nghĩa là họ tức, họ giận, họ tìm mọi cách để họ trả thù. Có nghĩa là tại bà thắng tôi thì bây giờ tôi sẽ kiếm cái cách khác để tôi thắng ngược lại bà. Chắc chắn cái chuyện đó có xảy ra. Và có nhiều cái việc khác xảy ra nữa, cũng do gì thắng với thua. Có nhiều cách để mà tự nhiên thấy ở người đời. Chẳng hạn như là gia đình thôi. Gia đình cũng chung một cái gia đình. Ví dụ vậy cho nó dễ hiểu. Một ông, hai bà. Một ông, hai bà. Nhưng mà cái người trước với cái người đến sau lúc nào cũng thương cái người sau hơn cái người trước. Nó trên lệch. Cho nên là cũng muốn thắng với thua. Đến sau người ta mà muốn hơn người ta, muốn chiếm đoạt của người ta. Nó rất là tự nhiên thấy cái nhiều cái cảnh. Nhưng mà cái cảnh đó để mình cố gắng mình tu tập. Mình cố gắng mình thấy cho rõ để mình thấy pháp thực tính của nó. Nó là như vậy. Cho nên qua cái câu Phật ngôn này tự nhiên cũng kính tri ân Ngài. Và cũng kính tri ân Đạo Tràng. Mặc dù đi vào cái đường nét nó rất là khó. Mỗi lần vô nó rất là khó khăn. Có lúc tự nhiên muốn không vào nữa. Nhưng mà nghĩ lại, thôi bây giờ mình ráng mình cố gắng để mình vô, để mình tìm những cái câu Phật ngôn để mà mình cố gắng mình học rồi hiểu rồi nhớ để mà hành. Chứ bây giờ mà một người xuất gia mà không chịu học, không chịu hành, rồi nản chí không vào nữa thì làm sao để mà mình tìm ra cái con đường để mà mình đi. Dạ thì con chỉ có bấy nhiêu lời, và bây giờ con thấy chỉ còn có vài phút nữa. Thì trước tiên thì con kính tri ân Ngài và kính tri ân Đạo Tràng. Dạ bây giờ con xin xuống mít, và con kính dâng mít lại cho Ngài ạ. Sa thủ cô tu nữ Tuệ Duyên. Như vậy cũng là một sự thành công. Lên mạng thì mất mạng, lên nét thì mất nét. Nhưng mà đó là cái vấn đề kỹ thuật, đó là cái vấn đề mà của đường truyền, của cái băng thoát. Nó là như vậy. Cá nhân của chúng tôi cũng bị. Nhưng mà rồi cái vấn đề tự chiến thắng lấy chính mình,
chính là mình vượt qua những cái trở ngại đó, té lên rớt xuống rồi cũng bò vô đây. Đó là một cái sự thành công đối với câu Phật ngôn này. Sa thủ cô tu nữ tự duyên thưa Phật. Ở đây không phải riêng cô tu nữ tự duyên nói như vậy, cá nhân của chúng tôi cũng bị nữa. Bị sao? Quý vị biết, ôm cái bình bát đi khất thực ở trong xóm, buổi sáng sớm đi ngang cái quán cà phê, quý vị biết nói sao? Đánh sự đột, đánh sự đột quá, mình nghe là nhào nhào trong đó đòi đập mình. Thôi đi lẹ lẹ, đi lẹ lẹ. Nhưng mà rồi đâu có ai chạy ra đâu, đâu có ai chạy ra đập mình đâu. Rồi ngày khác cũng đi ngang qua cà phê đó, thay vì khi nghe nó đánh sư đó là mình đi lẹ lẹ, bây giờ đi từ từ để có sáng. Họ cũng la lên đánh sư đó. Mình đi từ từ, nhưng mà rồi họ đâu có đánh mình. Họ đánh là đánh số đề. Họ thấy mình đi ngang qua đánh số đề. Cái hình ảnh ông sư thầy chùa và vải đồ gì đó là đánh. Bởi vì đó là cái, đây là cái điềm báo. Cái gì đó không biết là họ thấy trong cái, trước mắt họ là họ chơi liền. Thì bây giờ quý vị nghĩ rằng một vị thánh mà còn cái thân ngu uẩn này thì bị đánh cũng đau lắm chứ bộ. Ngài Sa Lợi Phật đang ôm mình bác đi khất thực như vậy mà cũng bị một cái tên cà chớn nó đập một cái thật mạnh trên vai. Quý vị thấy ngài cũng đến bơ, không có quay lại hỏi cái gì vậy. Nếu mà còn tâm phàm của chúng ta mà ông quất một cái câu qua câu lại mới tội lòng nhau nhịn thì nhục, mà không nhịn thì bị đục. Mình nhìn nó đục mình. Cho nên trong cái mà mình làm chủ chính mình thì mình thắng. Mà mình mà hơn thua chắc chắn là mình thua rồi. Ngài Sa Lợi Phất mình bác nó quất một cái mạnh quá mà quay lại đưa cái bát lên đầu nó thì có còn gì là vị pháp chủ của chúng ta, còn gì là một vị A-la-hán. Cho nên ngài đã tự chế, ngài đã điều phục, ngài đã gánh nặng đã đặt xuống. Thì thiện ác đối ngài có ăn đủ gì nó đâu. Ngài chỉ thuần pháp mà đi thôi, sống chết đâu có mạng. Cho nên đập cái rầm mà ngài vẫn tỉnh bơ. Đó là ngài đã thành công. Rồi chúng ta lời chết đòi đập mình quá hồn, đi lẹ lẹ hoặc là né, nhưng mà làm sao con đường nó bắt buộc mình phải đi. Rồi đánh cứ đi từ từ coi sao. Nó nói cái miệng thôi, nó đánh là đánh số đề. Thôi quý vị cũng thông cảm thôi. Buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc. Câu Phật ngôn này chúng ta cái gì cũng phải suy xét, phải từ từ. Như sư Nhật Quỳnh nói, từ từ rồi nó cũng nhừ. Nếu mà nôn nóng, nếu mà chúng ta coi như hấp tấp thì sẽ thất bại. Tức là mình phải kiểm soát lại, tìm hiểu cái nguyên nhân như thế nào, rồi khi đó chúng ta xử lý một cách tỉnh táo thì chắc chắn sẽ thành công. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền, xin oai lực vô biên chư toàn giác lục giác và thinh văn tín chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ete na sa cha wa che na so ti wo ho tu sa pa da. Do lời chân thật này, kính dâng quả phước lên chư tôn thiện đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiện hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, mời sư Công Nhật kết thúc buổi sinh hoạt ngày hôm nay ạ.
tu ya chan tu de wa ta ga ta etawata ca amhehi sammatang bunya sambadang sappe dewan mudantu sappa sambati sikhiya danang dadantu sattaya silang rakhantu sappa dapa wana firata.